Quán tưởng xác thân của Đức Phật A Di Đà. Nay lại nói đến quán tưởng Phật A Di Đà. Thân tướng quang minh như màu vàng của trăm ngàn vạn ức diêm phù đàn. Thân Phật cao 60 vạn ức na do tha hằng hà sa do tùng. Lông mày trắng ở giữa, đôi chân mày uyển chuyển như là năm ngọn núi Tu Di. Mắt Phật như bốn đại hải xanh biếc và trắng phân mình. Những lỗ chân lông nơi thân phóng ra ánh sáng quang minh. Dần hào quang của Đức Phật ấy như trăm ức tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong dần hào quang có vô số ức quá Phật, mỗi một quá Phật cũng có vô số chúng quá Bồ Tát làm thị giả. Đức Phật A Di Đà toàn thân phóng ra hào quang, mỗi mỗi tia sáng chiếu khắp mười phương, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ sót. Những khi nhớ tưởng khiến tâm nhãn được thấy, người nào được thấy việc ấy liền tức khắc được thấy hết thảy mười phương chư Phật. Nhưng do thấy chư Phật nên gọi là niệm Phật tam muội. Nam mô A Di Đà Phật.
Ami Đà Phật.